Vâng, xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng. Hôm nay thì mình tiếp tục nói về cái câu chuyện một vợ hai chồng nữa, hai cô chú ha. Đó thì hôm nay là đi du lịch, đi đến Bạc Liêu hay cô chú ha. Đó, đi Bạc Liêu đi du lịch. Con nói thật sự cô chú cũng không hiểu luôn. Những mạnh thường quân ngộ thiệt. Đi cổ xí cho thành phần làm biến. Đi giúp cho những thanh niên trai tráng khỏe mạnh cho tiền tụi nó đi du lịch. Mà mình đã mang tiếng mạnh thường quân á, thì mình mạnh thường quân như thế nào phải để cho đời nó nể kiểu chú không? Mạnh thường quân gì giúp toàn là nhân vật sao mà hả, chúng nó chửi không? À, cô chú thấy không? Thấy tự hào không? Mạnh thường quân tự hào ghê không? À, giúp người mà bị chữ. À, mà giúp cho người ta tưởng gì? Giúp cho người ta đi chơi du lịch. Trời ơi! Cái số tiền đó đó cô chú là giúp cho biết bao nhiêu mảnh đời khác. Phải không cô chú? À, người ta khó khăn, người ta hoạn nạn, người ta cần một cái bàn tay của nó cô chú giây phút này. Chỉ cần nắm người ta nhẹ tí xíu thôi thì người ta ngôi lên nổi rồi còn không. À, giúp cho con Vi với thằng Phi. Trời ơi, con Vi với thằng Phi. À, cô chú coi coi. Làm biến nhớ thay, ở dơ như quỷ, ăn ở bầy đàn, lấy bậy lấy bạ, con cái không nuôi. À, chạy theo thằng nát rượu. À, con Vi là thay gì á, thay gì á là nó đi chơi như vậy đó cô chú. Thôi tổ chức cho nó đi, bây giờ mạnh thường quân có thể tài trợ cho nó đi thăm con đó. Đó là một cái hành động nhân văn không cô chú, cao cả ghê không? Một cái hành động mà con nói cô chú đẹp luôn đó, là đời nó nể luôn đó mà không chịu. Mạnh thường quân toàn là giúp tàu lao, trời ơi, giúp đi du lịch rồi xàm xí quay những cái thành phần toàn làm biến không. Đó, cái thằng mới xuất hiện là thằng diễn viên bằng áo đỏ đó cô chú thấy không? À, nó đâu có phải mà là cái thành phần gì nổi tiếng cộm cán này nọ đâu. Nó chẳng qua là muốn đưa lên để cho có cái câu chuyện để nói thôi. Bây giờ diễn viên mới xuất hiện nữa đó, rồi là để có cái tiêu đề là tình địch của Vi xuất hiện này nọ, cấp đôi cấp ba này nọ đó, cho nó có cái lối sống bày đàn luôn đó, để mà có những thước phim mà diễn các nhân vật này hay cô chú nha. Diễn chung với nhau thì mai mốt là nó rủ nhau về ở chung nhà trọ luôn. Cô chú coi con Vi kìa thấy không? Đó. Nó ngồi nó xuyên qua thằng Phi chứ nó nhìn nó liếc liếc cái thằng kia đó cô chú thấy đi. Đó, nó tòm tèm con này ghê lắm. Nó không phải dạng dừa, thấy đàn ông là tum tóp à, bởi vì là mấy tùm lum ba bốn thằng chồng rồi bốn năm đứa con. Là như vậy đó. Mình giúp, tại sao mà mình giúp phải cho những cái thành phần tào lao đi du lịch chơi đồ này nọ, đâu có xứng đáng đâu cô chú không? Đó, mình phải giúp cho những người nghèo. À, mạnh thường quân thì gắn liền với những người nghèo thật sự. Còn những mạnh thường quân bây giờ dởm không à, mạnh thường quân tào lao không à đó, chơi ngông lấy tiếng vậy đó cô chú, để cho nổi tiếng, khoái nổi tiếng. Trời nghĩ sao, nghĩ sao giúp cái gì đó, đã tụi nó đang khổ, đang đói, đang khát này nọ thì mình giúp nó thì không nói đi cô chú. Cái này có nhà cao cửa rộng rồi, giúp đi chơi đó. Bây giờ tại sao không cho tiền cho con Vi nó đi thăm con của nó đó, hai đứa bé đó đó. Hai đứa bé dù gì là cũng là mẹ nó cũng trông ngóng mẹ nó phải không cô chú? Đó, xong giúp đi đó, làm những chuyện tào lao không? Mạnh thường quân gì tào lao vậy? Bởi vì nói làm sao mà mạng xã hội nó không chữ. Con nói bà Phi này ha, mà bà không lân la thấy thằng kia sạch sẽ đẹp đẽ trẻ hơn Phi nè. Nè, rồi bà này thì bà dâm tặc nè. Rồi các kênh YouTube thì con nói với cô chú là cấp đôi không à, để có những cái thước phim gây sốc để cho cộng đồng mạng tò mò thì cấp đôi thằng này vô đó, cái thằng bán vé số vô đó. Thì cô chú coi này ha, vài bữa có nhiều cái câu chuyện dở khóc dở cười. Con nói thiệt là cái cặp đôi là tình tay ba này nữa nè đó. Lúc kia thì thằng Thảo với thằng Phi với con Vi cũng chưa đến nổi đâu cô chú, tụi nó xen vào viết rồi giờ nó là vậy đó. Con thiệt bây giờ đứa nào đứa nấy kìa, có cái lịch sử dày cộm trên cái mạng xã hội nè. Con thằng Phi sau này lớn lên là cũng khó mà lấy chồng lấy vợ được, con Vi cũng vậy. Con cái nó thì sẽ nhục nhã xấu hổ vì có người mẹ như vậy. Còn thằng kia thì con hỏi cô chú đi đó, sạch hơn con Vi với thằng Phi tí xíu thôi cũng còn có cái mùi đó, con nói thiệt đó. Rồi đầu ha, tại sao mà thanh niên như vậy đó mà ăn ở không, ăn ngủ gầm cầu, bán vé số này nọ. Trời, thanh niên như vậy sức dài dây rộng, thằng đó nó mạnh như trâu đó, nó làm đủ thứ chuyện chứ chuyện gì mà làm không được cô chú. Có tiền mình làm, không có cái ngành nghề nào á làm bằng cái mồ hôi của mình á mà hèn đâu cô chú. Còn nói thiệt, chỉ cần á mà mình á làm á là á không có vi phạm pháp luật thôi, cái nghề gì cũng được, lụm bọc bán vé số hay này hay nọ đoạn gì
thì cũng không có phạm pháp, nhưng mà mình là thanh niên là mình đầu đội trời chân đạp đất, mình phải thể hiện là bản lĩnh của thằng đàn ông. Mình làm những cái công việc gì cho nó phù hợp với cái tuổi tác của mình. Còn giờ không lẽ ăn xin, không lẽ bây giờ ba đứa này nó xuất hiện lên trên cái mạng xã hội này, nó làm nghề ăn xin, thì cô chú coi thử coi có công bằng cho người nghèo hay không. Người nghèo, người già, bệnh tật, người ta ăn xin đã đành, phải không cô chú? Còn này, tụi nó như vậy đó, con hỏi cô chú ơi, vậy mà lại đi ăn xin, xuất hiện trên mạng xã hội với mục đích gì? Cái anh chàng áo đỏ kia, bây giờ thằng Phi với con Vi thì cô chú thấy rõ ràng rồi, mồi chài ăn mài mạng. Còn cái thằng kia xuất hiện để làm gì? Làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Bây giờ là cô chú biết xong YouTube dàn dựng cho nhân vật tiếp theo xuất hiện vô. Xuất hiện vô rồi để có cái câu chuyện gọi điện thoại qua lại tỏ tình này nọ, bài đặt bài điều rồi kết hợp với nhau, dẫn dắt nhau đi chơi. Từ cái câu chuyện này qua câu chuyện khác, mục đích là để chi cô chú biết không? Đó là để câu like câu view. Con thấy nhiều kênh khác cũng vậy, ví dụ như con mơ nè, cái đầu cái đi xuống quay hàng chí giá đường, cái dắt con mơ đi theo cũng cấp đôi, cấp ba, cấp bảy bạ vậy đó cô chú. Rồi xong cái trường hợp khác cũng vậy nữa, cái đầu cái dắt đi tùm lum với dân thanh khờ, rồi ô con nói lộn sờ ngầu. Con nói cô chú á, là lợi dụng toàn là những người cái thần kinh không ổn định. Riêng cái cặp con Vi thằng Phi này thì thần kinh nó rất ổn định, nghe cô chú nghe rất là tỉnh táo. Nhưng mà tại vì làm biến nhất thay, tại vì ăn ở bầy đàn cho nên người ta tò mò. Người phụ nữ Việt Nam thì không có thể nào mà chấp nhận được một con đàn bà mà ăn ở cùng một lúc hai thằng đàn ông, làm xấu hổ của hình ảnh của người phụ nữ. Người phụ nữ ngày xưa chúng ta là cô chú thấy không, đàn ông thì có thể là năm thê bảy thiếp, nhưng gái chính chuyên có một chồng thôi. Mà cái con này nó chẳng những nó một chồng mà nó tới 4-5 thằng rồi. Mà cái thằng mà dạng như mà qua đường không tính đó nghe cô chú nghe, cái thằng nào ấn tượng với nó thì nó nhớ nó kể thôi. Còn cái dạng mà gâu ghia này nọ đó ha, tình một đêm rồi đó ha, thì ra là con nói cô chú là nó điếm không nổi luôn. Thì không thể nào mà chấp nhận cái hình ảnh con đàn bà như vậy mà ra gã suốt ngày trên cộng đồng mạng để lan tỏa hình ảnh xấu hay gì, hay là đẹp đẽ lắm, đẹp mặt lắm. Bây giờ cô chú coi thử đi, mình không có phải là mình muốn chà đạp người phụ nữ với nhau đâu cô chú, nhưng mà cô chú coi, con cũng là phụ nữ vậy, nhưng mà con cảm thấy là nó làm như vậy là nó sỉ nhục, nó sỉ nhục người phụ nữ mình cô chú. Một người phụ nữ nếu mà thật sự cô chú ha là biết lo cho chồng thương con thì người ta đi lao động chân chính, người ta làm được 10.000, 20.000 gì người ta cũng lo cho chồng con, người ta cũng không sao, không ai trách móc. Nghèo thì nghèo, nghèo cho sạch rách cho thơm. Còn này đi chứa chai, đi lấy chai, đi lấy bậy bạ, ôm nó vô nhà, đi ôm vô nhà, ở nhà không cho ôm vô, đuổi ra khỏi nhà thì thuê nhà trọ chứa chai, đùm bọc chai, tưởng gì đi ăn mài, là lợi dụng cái mạng xã hội này đi ăn xin, đi khắp mọi nơi chơi xuyên tỉnh xuyên quốc gia luôn để chứa, để nuôi cái thằng nát rượu như Phi. Cô chú coi cái nó làm xấu đi rất nhiều, cho nên là con nói cô chú phải tẩy chay mạnh mẽ, lên án những cái thành phần này gay gắt, cô chú không cho nó xuất hiện lên trên cộng đồng mạng nữa, để cho hết đường, nó ăn xin ăn xỏ, nó lợi dụng người khác để nó nuôi chay. Con cái nó nuôi mình không nói cô chú, bây giờ con nói ví dụ đi, là người mẹ nó tệ, nó vô dụng rồi, bây giờ sợ con, sợ đói, sợ khát này nọ, bắt quá lên trên mạng ăn xin ăn mài để lấy tiền nó về nuôi con thì ok, hoặc chữa bệnh cho con thì cũng chấp nhận được. Con cái này nuôi chay mà sáng gì sáng hai đứa thuê nhà trọ ngủ để diễn, để gạt tiền mạnh thường quân, rồi sáng hai đứa đi ra quán Bà Bảy ngồi uống cà phê, ăn sáng, hút thuốc, nhậu rượu, rồi ngồi ở đó hay nhậu nhựa tối ngày tới chiều về nhà, rồi bắt đầu hay nhậu nữa, rồi ăn sáng uống cà phê. Nói chung là cái cuộc sống của nó là sướng cha người ta, không có đáng khổ sở gì đâu cô chú. Thì tại sao mình lại giúp những cái loại người đó, mình giúp cho những mảnh đời khác hay cô chú, những trường hợp khác người ta rất là khổ. Còn lắm cô chú, còn rất là nhiều, con nói thiệt, rất là nhiều người mình giúp thì mình từ từ giúp cô chú, nó không cần phải gấp gáp, phải vội vã vậy đâu. Tụi này he là nó chỉ diễn thôi. Con Vi này nghe nó nghiêm nghiêm cái thằng áo đỏ đó nghe cô chú nghe, trời ơi coi chừng vớt luôn đó nghe. Chiến này về nè, ba đứa sướng vui dữ rồi nghe. Con Vi nó phái
Thằng Thảo nó chưa già, nó bỏ chứ thằng Thảo mà trẻ như thằng áo đỏ này dễ gì mà bỏ. Trời trời, con này ha, con đó cô chú rồi đó, hồi đó đó cô chú tham đó, phải hai cùng một lúc là đi là phải hai à, chứ một là không có đủ đô đó, nó bậm trợn vậy đó cô chú. Người ta là đi đó cô chú thấy không, người ta ăn bặn chỉnh chu, còn hai đứa nó đi giống ăn mày cô chú. Thằng Phi nó trời ơi, em đơn giản lắm, em đơn giản vậy, có quần áo con mẹ gì đâu, có bao nhiêu tiền dồn vô cái miệng tối ngày sáng say chiều xỉn nha. Đó là con nói cô chú lo nhậu nhẹt rồi bê tha vậy đó, bộ mình còn không tắm được cả tháng trời thì làm gì hả mà nó chỉnh chu được cô chú, phải không? Làm gì mà nó sửa sạn như người ta, đi ra đường là phải trời như thế nào mới gọi là đi du lịch, còn đi như ăn mày vậy đó cô chú. Thôi bó tay à, con nói thiệt. Cô chú nhìn kìa, thằng nào thằng nấy như cô hồn cắt đảng, cô hồn sống gì chứ trời ơi. Mà ở đó bày đặt lên trên mạng xã hội, không biết nhục lên nói tào lao thiên khơi. Đơn giản vậy, thằng Huy đơn giản vậy, nhìn nó kìa. Người có ra người, ngộm có ra ngộm đâu cô chú, dòng nát rượu. Mỗi ngày đó, ăn nhậu bê tha đó, hôm nay này ha. Đi như vậy con nói cô chú lợi quán ăn đó, cô chú cũng thấy không, cũng nhậu hả, ghiền rượu không có chịu không có nổi đâu. Con Vi này riết rồi, cái giọng cười nó sao nham nhở vậy cô chú, giọng cười không đàng hoàng lẳng lơ, không nít na gì trơn trời. Có một số khán giả thì nói kêu là coi cái bụng bầu của con Vi là nó có ha, nó độn nhăn đùm này nọ đó kỳ, chứ không có phải là bình thường. Trời ơi, con nói cô chú rồi, bữa hổm cái áo đỏ đó con cũng đã chụp đăng lên đó, ở đằng sau nó lấy hai cái tay áo đó, nó cuộn một đùm ở đằng sau đó, còn ở đằng trước đó là nó độn cái áo đằng trước cái cô chú đó, chứ không có bầu bì gì đâu con, mà đẻ ra con quỷ à Huy á. Cho nên đó, mình là cẩn thận cô chú, đừng có nghe nó nói có bầu thấy tội nghiệp nó, trời ơi gửi tiền về cho nó là vô họng nó, tụi nó đang diễn cho chúng ta xem, đang diễn để kiếm tiền, đang diễn để mồi chài, đang diễn để gạt mạnh thường quân. À, tụi nó là những con người không đáng để chúng ta cho tiền. À, con chú con thiệt, chồng ăn nó không ngồi rồi làm biến như quỷ à. À, mà đi đâu cũng vậy. À, đầu ha là lên trên cộng đồng mạng là tiền không, đi tới đâu cũng vậy, chân cô chú là đầu là than thở tiền bạc. Lên kênh nào cũng vậy, xuất hiện lên là bắt đầu là nó than. Cái này nọ đó. Thôi gán làm này nọ, giờ không có tiền đóng tiền nhà trọ, không có tiền nhà trọ, bỏ anh Huy rồi về nhà ở với con rồi, còn anh Huy làm gì làm, chết Huy làm biến quá trời. Nói không nghe bỏ luôn, nó bỏ vô, con nói nó bỏ vô á, nó không có bỏ nổi thằng này, con nói thiệt. Trời ơi, nhìn cái con nó mê trai mà làm gì có câu chuyện mà nó bỏ được cô chú. Mà tối ngày lên ga gã bỏ ông Phi tới giờ có bỏ không? Nó kiếm nó dồn, nó bỏ vô họng nó không à, chứ nó bỏ à. Dạ thôi, cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nghe cô chú, con hẹn cô chú vào clip sau.